Hello, xin chào anh em. Quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe thể cũ bên mình. Ngày mới chúc anh em quý khách hàng của bạn giờ sức khỏe luôn có nhiều thành công cho công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn lượng và tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên sóng cho anh em một mẫu xe tải với thương hiệu em nói là Hyundai HD65 do nhà máy điều hành lắp ráp và sản xuất. Tay trọng là 1,8 tấn, thùng dài 4,380 m, chiều ngang là 1,950 m, chiều cao là 1,860 m. Phiên bản thùng kính sàn inox, thùng kính lớp ngoài inox, sàn inox nha anh em, chiều ngang là 1,950 m, chiều cao là 1,860 m, đời 2009, niên hạn sử dụng đến 2034, HD65, Hyundai. Xe nói chung là rất là liền làm, rất là ok lắm á nha, mua và chỉ việc chạy thôi nha, không còn phải làm gì thêm. Đường kính mâm là 16 inch, giỏ 700 nha, thùng còn rất đẹp, lớp ngoài inox dập sóng, lớp trong cho lên kẽm sàn inox nha anh em, sàn inox dập sóng. Nói chung mọi thứ đều rất là ok, mua và chỉ việc chạy thôi, không cần phải làm thêm. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp với mình hoặc đến đây xem xe, trải nghiệm máy thử. Nếu có máy phù hợp thì hãy xin em nói về phục vụ mục đích kinh doanh vận tải vận chuyển hàng hóa của anh em với khách hàng của các bạn. Tải trọng 1,650 tấn, khối lượng toàn bộ là 49 tấn, khối lượng bánh hàng là 3 tấn nha anh em. Thùng dài 4,380 m, chiều ngang là 1,950 m, chiều cao là 1,860 m. Ghế bột da 3 chỗ ngồi, cũng là trợ lực cũng rất là nhẹ nhàng, máy nổ im. Đó, 5 số tiến 1 số lùi. Cabin nội thất sạch sẽ, kính chỉ điện có cửa trung tâm, vô lăng trợ lực nhẹ nhàng, nước sơn màu xanh, xe liền lạc không lỗi, chỉ có sơn lại với làm máy thôi nha nè, đầy đờ hết mà, làm máy là chuyện bình thường nha, đầy 2009, niên hạn sử dụng đến 1934 nha. Đó, nếu anh em thích cái mẫu xe tải khởi nghiệp với giá 190 triệu có thương lượng, cho anh em trực tiếp đi xem xe, trải nghiệm máy thử nha. Đó, 190 triệu nha anh em. Động cơ Hyundai D4 CP, phiên tích xe này có động cơ là 3.9 lít, công suất nhập 88 kW, động cơ 2.9 máy dầu, bộ máy có turbo tăng áp, máy chạy sướng rất là khỏe nha. Nếu anh em quan tâm cái mẫu xe này cứ liên hệ trực tiếp vào cái này xem xe, trải nghiệm máy thử. Nếu có máy phù hợp thì hãy xin nói về phục vụ để kinh doanh và đã vận chuyển hàng hóa của anh em quý hàng của bạn. Cảm ơn anh em quý khách hàng của bạn đã theo dõi cái video với giá bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em quý khách hàng của bạn trong những video tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.